Cơ quan y sinh của Nga đã nộp đơn đăng ký vaccine Covaxin ngừa COVID-19. Ngày 21 tháng 1, Viện Nghiên cứu Vaccine và Huyết thanh thuộc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang FMBA đã nộp đơn cho Bộ Y tế Liên bang Nga để đăng ký vaccine Covaxin ngừa COVID-19. Theo dữ liệu của Cơ quan Đăng ký Nhà nước về các loại thuốc, thuốc là dạng nhũ tương để tiêm bắp, thể tích một liều là 0,5ml, thuốc có thời hạn sử dụng là 6 tháng. Trước đó, ngày 31 tháng 12, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang Nga Veronika Svostova đã thông báo rằng vaccine này có thể được đăng ký trước khi kết thúc quý 1/2022. Vào tháng 6 năm 2021, các nghiên cứu tiền lâm sàng về vaccine đã được hoàn thành, kết quả là tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ của nó đã được chứng minh. Theo Cơ quan Y sinh Liên bang Nga, cơ chế hoạt động chính của vaccine là phát triển phản ứng miễn dịch tế bào riêng biệt, phát triển kiểu hình của tế bào bộ nhớ trung tâm và phát triển phản ứng trung hòa virus nội bào. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!